Trang phục dân tộc của Phương Anh ở Hoa hậu quốc tế Á hậu Phương Anh sẽ mặc trang phục hoa trạng nguyên do Lê Long Dũng và thân Nguyễn An Kha thiết kế tại Miss International 2022. Nhà thiết kế Lê Long Dũng cho biết trang phục được lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa trạng nguyên và câu chuyện về bà Nguyễn Thị Duệ, thường được gọi với danh xưng bà chúa sao, người từng cải trang thành nam đi thi đỗ trạng nguyên và trở thành nữ tiến sĩ duy nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam. Thiết kế giữ nguyên form dáng áo dài truyền thống, đi kèm phụ kiện gồm mấn, phân khiên ở vai áo. Thân áo được trang trí dựa trên nét kiến trúc từ những bức tượng thời Lý đến thời Nguyễn. Ngoài ra, bộ đôi nhà thiết kế còn đưa vào trang phục hình ảnh hoa văn vốn cổ và sao khuê 16 cánh. Phương Anh nói cô tự hào khi mặc trang phục thể hiện tinh thần hiếu học của các bậc anh tài trong lịch sử dân tộc. Cô mong trang phục lần này sẽ mang được những câu chuyện ý nghĩa, góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trang phục hoa trạng nguyên sẽ được cô diễn tại chung kết Miss International 2022, diễn ra ngày 13 tháng 12 ở Nhật Bản. Mỹ nhân 24 tuổi cùng 66 thí sinh hoa hậu quốc tế tham gia nhiều hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản những ngày qua. Ở Hoa hậu quốc tế, Phương Anh mong muốn mang đến tinh thần hòa đồng, tình chị em hỗ trợ đùm bọc và truyền tải những giá trị tích cực do giáo dục mang lại. Cô cho biết mình sẽ nói tiếng Việt, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản tại cuộc thi và mong sự cầu tiến, ham học hỏi ngôn ngữ, văn hóa sẽ giúp bản thân đạt thứ hạng cao. Người đẹp thấy mình may mắn khi có nhiều thời gian chuẩn bị cho cuộc thi nên đặt mục tiêu mang vương miện Hoa hậu quốc tế đầu tiên về cho Việt Nam. Cô sinh năm 1998 ở thành phố Hồ Chí Minh, cao 1,77m, số đo 82-91-90cm. Người đẹp là thủ khoa đầu vào khối song ngữ trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, đoạt giải nhất Olympic môn tiếng Pháp năm 2013 và 2014, giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố môn tiếng Pháp 2014, giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp năm 2016. Cô có bằng IELTS 8.0 tiếng Anh, DALFC 1 tiếng Pháp tương đương IELTS 8.0. Người đẹp từng đăng quang hoa khôi áo dài nữ sinh Việt Nam 2015 trước khi trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2020. Tháng 3 năm 2021, Phương Anh tốt nghiệp thủ khoa ngành hệ thống quản lý thông tin của Đại học RMIT. Hiện cô là biên tập viên của kênh truyền hình quốc gia khu vực Nam Bộ VTV9. Phương Anh giới thiệu bản thân ở Miss International 2022. Miss International tổ chức lần đầu năm 1960, là cuộc thi sắc đẹp lớn thứ 3 sau Miss World và Miss Universe. Năm 2019, Tường San đại diện Việt Nam vào top 8.